Tiếp tục chương trình với những thông tin khác. Được mệnh danh là thành phố của cây xanh, nên mỗi mùa, cảnh sắc của thành phố Huế lại thay đổi theo chu kỳ sinh trưởng của mỗi loài cây. Với tháng 3, dường như đã hẹn trước, đồng loạt các sắc hoa bừng nở đem đến cho thành phố Huế một vẻ đẹp làm say lòng nhiều du khách. Mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng thời khắc giao mùa đầy quyến rũ này qua phòng sự sau. Tháng 3 cũng là lúc các loài hoa bắt đầu khoe sắc, từ sắc đỏ của hoa gạo, màu trắng của những bông sầu đâu hay màu hồng của diệp anh đào đã tạo nên vẻ đẹp cho thành phố Huế. Và cứ đến những ngày này, sân trường Quốc học Huế vốn được che phủ bởi màu xanh của những hàng cây này được tô vẽ thêm bởi sắc hồng của hoa diệp anh đào, đã tạo một ấn tượng đẹp không chỉ với những cô cậu học trò mà đối với những du khách lần đầu tới Huế. Và mình đặc biệt là ấn tượng bởi các loài hoa ở Huế, đặc biệt là mình đang đứng ở đây. Xung quanh đây là các bạn có thể nhìn thấy là hoa diệp anh đào, một loài hoa mà lần đầu tiên mình nhìn thấy. Mình từ Hà Nội vào nên mình rất ấn tượng loài hoa này. Và đặc biệt là mình trong một thời gian tới, 3 ngày tới mình ở Huế, mình sẽ đi thăm thú nhiều nơi để có thể ngắm được nhiều loài hoa ở đây hơn. Khi mà em đến Huế thì thực sự là em rất là thích cái khung cảnh và cái khí hậu ở cái tháng 3 này. Có rất nhiều cây cối, rất là nhiều hoa để ngắm. Nói chung là rất là đẹp. Đi đến đây thì bây giờ nhìn thấy hoa diệp anh đào thì em thấy rất là đáng để đến Huế. Huế nổi tiếng là thành phố xanh. Và những ngày này, trên một số tuyến phố, sắc đỏ cũng ngập tràn cả con đường như màu đỏ thắm của hoa cào đường Lê Huân hay tuyến đường hoa Sudakan ở đường Lý Thường Kiệt. Tất cả dường như đã để lại trong lòng người dân cổ đô về tháng giao mùa của những loài hoa xứ Huế. Tôi thấy Huế nhiều mùa hoa, nhưng mà mùa hoa tháng 3 là nhiều hơn. Và mong muốn Huế có hoa mai. Người dân Huế rất là thích các cái công viên là trồng hoa, rất đẹp. Một mặt hai nữa, nhà người già hay là trẻ em buổi sáng đi tới vườn hoa, một vườn hoa đẹp, họ rất thích tới nơi đó để chơi và đi thể dục, là hít không khí buổi sáng trong lành hay là buổi chiều mát mẻ, rất thích lắm. Theo số liệu của Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế, hiện nay toàn thành phố có khoảng 800 cây xanh với trên 60 phủ bóng cho hơn 350 con đường. Thời gian tới, với việc thực hiện đề án 4 mùa hoa của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế đang tiến hành thay thế một số chủng loài không phù hợp, đồng thời tạo ra một số con đường hoa đặc trưng ở Huế nhằm đem lại thêm nhiều sắc hoa cho thành phố. Về phía Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế đã có những việc chuẩn bị tập trung vào một số tuyến đường chính trong thành phố, thay thế dần và một số chủng loài cây không phù hợp để tạo ra những con đường có hoa đặc trưng của Huế, và tiếp tục chỉnh trang một số tuyến đường trung tâm thành phố, nghiên cứu một số giống cây mới có hoa đẹp để làm cho cây xanh thành phố ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Hoa là một phần quan trọng tạo nên vẻ đẹp, sự độc đáo đặc sắc riêng có của Huế, và Huế càng trở nên đẹp hơn, nên thơ hơn, cổ kính hơn khi mùa hoa nở ngạt sắc hương. Hy vọng rằng trong thời gian tới, thành phố Huế sẽ tạo nên một vườn hoa mang thương hiệu thành phố bốn mùa hoa.